Đi đâu nhỉ? Đi đâu? Đi ba ba đi đâu? Đi. Về nhà lớn đi, về nhà lớn ba vàng. Ta về nhà lớn cùng dành kỹ năng. Ta về nhà lớn đi, về khám phá vườn tâm. Về nhà lớn thật đông ta vui. Về nhà lớn, về nhà lớn, cho ba vàng sẵn tay chào đón. Nhà như lai rộng mở, con đường sáng trí tuệ. Về nhà lớn, về nhà lớn, cho ba vàng sẵn tay chào đón. Một tuần thôi em cảm thấy rất nhớ nhà lớn và em muốn nhân cơ hội này được quay trở về nhà lớn, được ôn lại kỷ niệm cùng với câu lạc bộ tuổi trẻ ba vàng và được một lần nữa sống hết mình, thật là vui vẻ cháy hết mình với tất cả mọi người ạ. Cảm ơn. Em tham gia vào khóa câu lạc bộ tuổi trẻ là vì em muốn về trường nhiều hơn, tham gia hoạt động nhiều hơn, em muốn đóng góp một cái phần gì đấy đến cho mọi người và cũng muốn lan truyền đến mọi người hãy về nhà lớn ba vàng đi. Khi về chùa thật nên anh vào tâm niệm của các bạn và được tu tập từng các thời khóa thì mình về nhà rất là tự tin hơn. Và hôm nay được về chùa thì mình rất vui khi nhìn thấy những gương mặt xinh trai đẹp gái ở đây, nụ cười rạng rỡ trên môi các bạn và cảm xúc rất là hoan hỉ, phải gọi là super California experience no shows up. Mặt trời lúc đó dần chùa ba vàng thấp thoáng, anh bình tĩnh dạng người chào đón bạn và tôi này. Hôm nay là ngày nghỉ lượn đôi tới ta và cứ chuyện thì phi đi chơi chi cho phi, sao không dậy mà đi ngồi chi ở nhà. Về nhà lớn đi, về nhà lớn ba vàng, ta về nhà lớn cùng dần kỹ năng. Ta về nhà lớn đi, về khám phá vườn tâm. Về nhà lớn thật đông ta vui. Về nhà lớn, về nhà lớn, chùa ba vàng giơ tay chào đón. Nhà Như Lai rộng mở, con đường sáng trí tuệ.